Giờ nó là của mình. Này, bóng của mình mà, trả lại đây. Muốn lấy lại không? Thử lấy đi, nào. Bắt lấy nè. Đồ thảm hại. Dừng lại đi. Nè, đập tay nào. Làm tốt lắm. Mình chán chuyện này lắm rồi. Nhất với. Nè, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Đừng làm gì hết. Nghĩ họ là ai vậy? Mình sẽ cho họ biết mùi. Nếu họ lấy thứ gì nữa thì sao? Chắc không tệ đến vậy đâu. Không, không thể nào tệ hơn được. Lấy đi, nè đi thôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ô không, wow. Ô chào, chúng ta gặp nhau rồi. Wow, vui quá à. Mấy tên bắt nạt đó đâu rồi? Mình sẽ cho họ thấy. Xin đừng, lỡ mọi thứ cháy rụi thì sao? Sửa nó thôi. Mình không sửa gì hết. Mình sẽ phá hết. Nếu ba mẹ quay lại thì sao? Giận dữ, giúp mình với. Tuyệt. Nè, cậu nói gì? Chúng ta nên làm lại sao? Wow, tuyệt quá à. Đúng rồi, nhưng chúng ta cần đôi mắt nữa. Đây chính là thứ mình đang tìm. Mình sẽ tự làm. Đây. Nó có bị hư không dạ? Ngừng chạy quanh mình đi. Mình đang bực đó nha. Họ hài quá à. Như vậy không được đâu. Đi đứng cẩn thận chứ. Hoàn hảo. Mình không phải là barbecue đâu. Bây giờ thì hoàn hảo rồi. Quên mất sơn nữa. Đây. Mình có sơn quá mép không ta? Tụi mình đã sơn xong rồi. Đáng yêu quá à. Nè, nhìn mình đi. Cậu hài quá à. Thành công rồi. Được đó, ngôi nhà cũng cần con ngươi nữa. Cậu thấy sao nè? Tụi mình vui lắm. Tuyệt vời. Quá hay. Wow, gì vậy? Để mình bắt nó. Nhìn đi, là kỷ niệm vui mới của cậu đó. Wow, các cậu có thấy vui không nè? Mình có thêm một kỷ niệm nữa. Không có thời gian đâu. Đúng, chúng ta phải nhanh lên. Đồ nội thất không tự di chuyển được. Đừng có làm mình bực đó. Đây là chỗ tốt. Giờ đến kệ kỷ niệm nè. Wow, hay quá đi. Tốt hơn là bỏ nó qua một bên đi. Ăn kem thôi nào. Đây, cảm ơn. Mình thích lắm. Các cậu ơi, có muốn ăn không? Cũng được đó. Đưa cho mình nhanh trước khi nó chảy. Kem của mình xong rồi. Tức quá đi. Mình ghét chảy kem lắm. Cậu làm mình bực đó nha. Rươm rít. Đưa nó cho mình. Nó là cho ngôi nhà của chúng ta. Sai kích cỡ rồi. Chúng ta phải sửa nó. Hiu, giống tóc ha. Y như của mình. Hay đó. Đều chưa? Giờ thì sao? Để mình làm. Tệ đến vậy à. Xong rồi, mình biết cách sơn nó. Cậu giúp mình nha. Tất nhiên rồi, cùng làm thế nào. Wow, dễ chịu quá à. Chà, thành công rồi. Yeah, chiếc găng tay hoàn hảo. Này, bạn có thích không dạ? Kem của mình. Xin lỗi. Đừng giận. À, mình có ý này. Chúng ta chơi đi. Khúc côn cầu thì sao nè? Tiến lên Riley, mình tin cậu làm được. Tập trung đi, cậu làm được mà. Ghi bàn đi. Thử đi nào. Mình không để cậu qua đâu. Sẵn sàng chưa? Chân của mình. Tức quá đi. Ngại quá. Đúng, ghi bàn rồi. Tốt lắm. Yeah. Wow, tuyệt quá à. Một kỷ niệm nữa. Chúng ta phải đặt nó lên kệ. Đẹp quá đi. Nhìn cậu ấy vui chưa kìa. Mình cũng ở đó. Mình muốn giữ nó lại. Chỗ quen thuộc nè. Là cậu bắt nạt. Thomas, bước ra khỏi bột đi. Em có nghe không vậy? Em coi chừng đó nghe. Mình có ý này. Họ sẽ là cặp đôi tuyệt vời. Cẩn thận. Không, cái này phải được chứ. Tốt rồi. Gì vậy? Không phải như vậy đâu mà. Ngại quá đi. Họ sẽ không cãi nhau nữa. Nào bông lau. Dễ thương quá à. Bây giờ ngôi nhà sẽ có muỗi rồi. Mình có ý này. Để tạo hình mình sẽ bọc miếng bông lau trong vải. Cậu có thích không nè? Cảm ơn cậu. Wow, cậu nói chuyện được à. Mắt cậu nhìn hài quá đi. Nhanh lên đi, tức giận, cảm xúc khó kiểm soát lắm. Nè mọi người ơi. Ô gì vậy? Chúng ta không có thời gian đâu. Đặt nó lên kệ đi, chúng ta có kỷ niệm mới kìa. Phải dừng lại ngay, tránh xa. Xảy ra chuyện gì vậy? Mình không nhận ra cậu ấy đó. Khủng khiếp quá đi. Cậu là ảnh hưởng xấu đó nha. Lỗi là của cậu ấy, không phải là của cậu ấy mà. Mọi thứ vẫn sẽ ổn nếu cậu không phá phách. Đừng mà, là lỗi của cậu ấy hết đó. Đừng có nói dối nha. Mình đã nói rồi mà. Mọi người làm ơn dừng lại đi. Này, tiếng ồn từ đâu vậy? Lại tự tìm rắc rối à? Là cậu sao? Họ làm gì với cậu vậy? Giúp với. Cậu ghen tị vì mình ngầu thôi. Đúng đó, cậu ngầu lắm. Nhưng chúng ta làm gì vui đi ha. Hả? Ồ, cậu quay lại rồi kìa. Nhìn cậu được đó. Họ không giúp được gì hết. Chuyện gì vậy vui vẻ? Xin lỗi, mình chỉ chào hỏi mà thôi. Cả nhà ơi, mình có ý tưởng này. Mình nghĩ mọi người sẽ thích trò này. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị thôi. Bọc một cạnh và kéo. Xong rồi. Nè, đến đây với tụi mình đi. Tụi mình có một bất ngờ nè. Gì vậy? Nhanh vậy à? Vẽ thôi. Mình cũng giỏi đó. Vui không? Đừng xô đẩy mà. Được rồi, cậu muốn tham gia không? Wow, tất nhiên rồi. Mình thích vẽ lắm. Ừ, có chỗ cho cậu đây. Hay quá à. Mình sẽ vẽ một chú cuốn. Cậu thấy sao nè? Mình cố gắng nhiều lắm đó. À, cậu thích chú cuốn à? Chờ mình chút nha. Wow, mình thích lắm. Một kỷ niệm mới. Cho lên kệ thôi. Mình có cảm hứng rồi. Vẽ môi lên ngôi nhà đi. Cảm ơn cậu. Trời ơi. Dễ thương quá đi. Nè, chào cậu. Mình có bỏ lỡ gì không nè? Mọi người làm tốt lắm. Nè, đến đây mình phải cho cậu thấy cái này. Mình đang gấp lắm đó. Nhanh lên đi. Trâm trích. Wow, gì vậy? Phải làm vui vẻ à? Như thế này. Cậu nhìn buồn cười quá đi. Đến lượt cậu đó. Trâm trích. Dễ ợt. Như thế này à? Đúng rồi. Nhìn cậu giống y chang đó. Không phải. Gì đây? Mình cũng muốn chơi nữa. Mình tham gia được không? Đúng vậy, tất nhiên rồi. Trâm trích. Lo âu à, cậu làm được không nè? Cho tụi mình xem đi. Mình không biết phải làm gì nữa. Mọi thứ tệ quá đi. Chính xác rồi đó. Tuyệt vời. Chúng ta chơi hockey đi. Tốc độ tối đa. Chơi vui thôi, chúng ta còn việc phải làm nữa. Ký ức cũng cần phải được chăm sóc. Hiểu rồi. Làm sạch. Mình làm hỏng hết rồi. Đừng rơi. Bắt được rồi. Đừng làm mình sợ như vậy mà. Mình không thích đâu. Cậu có ý gì? Không. Lo âu. Là cậu làm à? Xin lỗi, mình không cố ý. Làm sao sửa đây? Nhà bị sao vậy? Đừng hoảng loạn mà. Chúng mình sẽ tìm ra cách thôi. Hay là làm sạch chúng đi. Không được rồi. Mình có ý này. An ủi nhà đi. Ôm cậu ấy nè. Nhà ngoan. Bình tĩnh lại đi. Cảm ơn nha. Mình hơi lo đó. Ký ức trở lại rồi. Woohoo! Mọi người, nhanh lên. Bọn bắt nạt quay lại rồi. Mình sợ quá. Nó đây rồi. Riley, đến đây đi. Tụi mình sẽ dạy cậu một bài học. Nè, nhận lấy. Mình không thể một mình đấu với họ. Đồ thảm hại. Làm gì vậy hả? Chỉ có một cách mà thôi. Đi đi. Gì vậy? Nhận lấy nè. Để bọn này yên đi. Yeah, đây là lãnh thổ của tụi mình. Hiểu chưa? Cậu động đến nhầm người rồi. Đừng mà. Kết quả không tốt đâu. Mọi người, nè. Mọi người cần ký ức vui vẻ nữa. Tuyệt vời. Mình thấy vui quá đi. Wow, cảm ơn nha. Chúng ta làm bạn đi. Hay quá. Mình đã nói rồi mà. Tình bạn mãi thắng. Chơi thế nào? Mình là người đầu tiên. Yeah. Ghi bàn. Tuyệt vời. Tiếp tục phát huy nha. Bây giờ đến lượt mình. Đi thế nào? Suýt thì không kịp rồi. Chào Riley. Chào Hoppy. Ồ, chúng ta trở lại được rồi. Đúng rồi ha, ý tưởng hay đó. Mặt của tớ, đưa tớ cái nút đó đi. Không, đưa tớ. Để tớ cho họ biết tay. Bình tĩnh nào, mình không nhịn được nữa. Cầm cái này mà lau mặt mình đi. Bức vẽ của mình. Buông cái tay ra ngay. Cậu làm vỡ nó mất. Ô không, tớ bảo rồi mà. Đồ kém cỏi. Cái gì vậy? Tớ chịu. Ú. Wow, đến lúc giải tỏa cảm xúc rồi. Bọn tớ sẽ mát mẻ. Này, quay lại đây. Chúng ta có gì đây? Phủ đầy toàn ADN. Một chút phép thuật nào. Tốt hơn rồi. Cầm lấy đi. Yeah, nhà của tụi mình nè. Tụi mình bắt đầu từ đâu đây? Lo âu ơi. Chỉ vài thứ thôi. Uống. Nhìn nhanh khi còn có thể. Ôi da, mắt của tớ. Xong rồi đây, sẵn sàng. Tốt lắm. Tớ hy vọng nó sẽ không đổi. Xem tụi mình có gì nè. Tớ mê đồ chơi lắm. Cho tớ mượn được không? Nếu cậu chắc đó là ý hay. Ừ, cảm ơn nha. Để xem nào. Không phải rất tuyệt sao? Đổ nước vào. Dễ ợt. Tụi mình cần nhiều cảm xúc vui hơn nữa. Wow, thành công rồi. Tớ yêu ngôi nhà này rồi. Hả? Lo âu. Mình biết ngay sẽ có chuyện mà. Hiu. Nó không hoạt động. Tớ sẽ cứu cậu. Hiu, nặng quá. Tớ không thở được. Tớ đang cố đây. Ồ, các bạn ơi, hãy thích video này để nạp đầy thanh năng lượng nha. Tiếp tục đi. Vẫn chưa đủ. Nhanh lên. Thêm like nữa. Được rồi, yeah. Tớ chết rồi hả? Không đâu, nắm tay tớ nè. Hiu, cảm ơn các bạn. Cảm ơn nha. Âm thanh gì vậy? Vui quá đi. Và bẩn nữa. Tụi bắt nạt xong đời rồi. Kính thực tế ảo hả? Đưa đây. Lại nữa hả? Biết bao nhiêu người đeo cái này rồi. Chảnh à, xin lỗi nha. Trông không giống xíu nào. Wow, trông như thật vậy. Này, nhìn xem ai nè. Làm cho ngôi nhà mềm mại nào. Tớ cũng cần nó nữa. Đưa tớ đi. Cậu làm rách nó mất. Nó rách rồi. Tớ xin lỗi. Cậu chỉ cần hỏi thôi. Tụi mình có đủ cho hai người mà. Hiu, xong rồi. Vải và sơn. Đủ. Làm cho nó đẹp hơn nào. Màu cam đang làm mốt. Lần này chắc chắn sẽ thành công. Và mình đã hoàn thành. Ta-da. Được rồi, mình không còn nhiều thời gian nữa. Xong rồi. Tạm biệt cái máy ngớ ngẩn. Phải ghi chú lại nào. Tớ có phần khung rồi nè. Tớ cũng vậy. Đập tay nào. Đập tay. Hậu đậu thật. Bây giờ là năm nào? Mình còn sống hả? Đây là thế giới thật sao? Sao toàn căng thẳng vậy? Tụi mình không được quên đồ chơi nha. Olaf, cậu luôn sưởi ấm trái tim băng giá của tớ. Đáng yêu quá đi. Nhưng tuyết rồi sẽ tan. Cậu đang làm gì vậy? Đúng là ác mộng mà. Không được rồi. Này, đập phá là nghề của tớ. Đưa tớ cái đó đi. Let it go. Let it go. Nhìn mà đau lòng quá à. Có lẽ đủ rồi nhỉ. Cảm thấy không ổn cho lắm. Tớ nghĩ đây chính xác là thứ mà cậu cần. Đôi mắt hoàn hảo. Đập tay nào. Au, cậu làm nó gãy mất. Tớ giỏi đập phá đồ mà. Hy vọng nó vẫn ổn. Thiệt tình. Tiếp theo mình sẽ vẽ thêm đồng tử. Tớ cần màu xanh. Thêm biểu cảm vào. Và một vài chi tiết. Wow, mình giỏi việc này quá đi. Mình cũng cần một đôi mắt nữa. À, mình có ý tưởng rồi. Bột giấy cũ hữu ích. Thêm keo nè. Phải bảo vệ đôi mắt của mình nha. Giờ trộn đều lên nào. Nguyên liệu cuối cùng. Và một chút kiên nhẫn. Cha cha cha. Xong xuôi. Wow. Khoan đã. Xin lỗi, tớ chỉ mượn tí thôi. Tớ cũng vẽ thêm đồng tử nữa. Mắt lồi ra khỏi hốc mắt kìa. Sao có thể chứ? Mình cần bình tĩnh lại. Hít vào, thở ra. Hiu, yeah. Nhìn xem tuyệt chưa kìa. Dễ ợt. Ăn mừng chiến thắng của chúng ta nào. Tới nữa. Đúng rồi, phần răng. Khủng long à. Chẳng đáng yêu chút nào. Nhìn cái miệng đó kìa. Nhưng nếu chúng không tuyệt chủng thì sao? Thế thì chúng sẽ ăn thịt tất cả chúng ta mất. Không suy nghĩ lung tung nữa. Biến đi. Tốt hơn nhiều rồi. Wow, suy nghĩ của mình thành hiện thực rồi. Một cái cưa. Mình hiểu rồi. Hy vọng sẽ không bị thương. Ok, thế là xong rồi. Phần răng đó hoàn thiện. Hoàn hảo. Wow, trông đẹp thật đấy. Cảm ơn nha, tạm biệt. Quá đáng. Chào các cậu. Ngon quá. Kinh tởm. Đồ ngốc. Bé ơi, giúp xíu được không? Chị có thích kẹo không? Bắt lấy nè, giúp với. Sắp bắt được rồi. Cảm ơn nha. Ta là ma cà rồng. Không thể. Đúng rồi, mình có thể tung hứng. Vẫn là giỏi việc xây dựng hơn. Chờ chút nha, mình biết rồi. 1 2 3. Vừa khích luôn nè. Còn phần môi nữa. Ngay đây, hoàn hảo. Bôi thêm chút son nào các cô gái. Trông tự nhiên quá đi. Mình sẽ thêm màu sắc nữa. Các cậu thấy sao nào? Không thích nha. Ok. Wow. Thế này thì sao? Đẹp hơn không? Có. Cái gì? Chê nha. Được rồi, để tớ xóa nó. Yeah. Còn màu nâu thì sao? Điểm tuyệt đối. Giờ mình có thể đánh dấu lại rồi. Hoàn thành. Mình nên làm gì với kiểu tóc đây nhỉ? Nghĩ đi, mua sắm thôi. Có lẽ là kẹo dẻo hả? Quá dính. Có lẽ dùng bánh quy. Quá đơn giản. Này, có lẽ Ringo sẽ hợp với em hơn đó. Không không. Khoai tây. Phần siêu lớn luôn nè. Không. Chị biết em cần gì rồi. Mở ra xem đi. Ta-da. Tuyệt vời. Đừng quên trả tiền nha. Có súng trong túi sau của em nè. Đừng bắn mà. Không, nhìn đi. Tạm biệt. Đến lúc làm tóc rồi. Xoắn vài sợi kẽm lại với nhau. Và lấy một ít ri băng. Cắt thành những mảnh đều nhau. Giờ thì dùng băng keo hai mặt. Dán các mảnh nhỏ lại. Kéo sợi ở đầu bên kia. Mái tóc đáng yêu. Quấn chúng quanh thanh kẽm. Xong rồi. Nhưng mình cần nhiều hơn nữa. Tóc đuôi ngựa này khá nặng đấy. Nhưng tớ nghĩ cũng ổn rồi. Này Vui à, cậu thấy thế nào? Không ổn. Trông hơi cứng. Tụi mình cần kiểu tóc bơm tấn. Nhưng chúng ta làm cách nào đây? Đáng sợ quá à. Nằm xuống. Hiu, tụi mình còn sống. Vừa nói kiểu tóc bơm tấn. Chẳng phải là một ý hay à? Được rồi, đặt ở đây đi. Kỳ cục quá à. Lại vậy rồi. Mình cần trang điểm thế này. Có một sợi chỉ thừa nè. Làm sao sửa cái này đây? À, phải rồi, cửa hàng tóc giả. Không. Không. Hoàn hảo. Wow. Dày quá đi. Và trông giống như thật vậy. Cảm nhận. Làm tốt lắm Vui à, thích nha. Yeah, tớ tự hào về bản thân quá đi. Lo âu đang làm gì vậy nhỉ? Xong phần tóc rồi. Giờ thì đến lông mày. Làm sao mới có được hình dáng hoàn hảo đây nhỉ? Đúng rồi, chiếc hộp lông mày. Ủa, mình nên cẩn thận hơn. Lớp học karate lông mày của mình sẽ có ích đây. Sẵn sàng chiến đấu. Thế nha. Ồ, hiệu quả thật nè. Tớ chỉ không muốn làm quá lên. Wow, trông giống y hệt luôn. Gắn chúng vào. Ồ, đẹp tuyệt. Tụi mình ghi chú lại nào. Lo à, mọi việc sao rồi? Tuyệt, tớ làm xong lông mày rồi nè. Tụi mình làm được rồi. Cái gì? Ý là sao vậy? Trán của mình sợ không gian hẹp. Tụi mình kẹt rồi. Bạn yêu à, bình tĩnh đi nha. Nhìn này. What? Trang điểm. Thú vị quá à. Mình không biết nên cảm thấy thế nào. Mình biết, tụi mình sẽ ổn miễn là có bộ dụng cụ của mình. Lấy bất cứ thứ gì mà bạn muốn. Không biết nữa. Chắc mình dùng cái này. Mình chưa bao giờ dùng bút kẻ mắt. Thật phấn khích. Trông thế nào? Cũng được, tuy nhiên mình có thể giúp. Nhìn này, hãy lấy một mẫu vảy tiên cá. Bình tĩnh, không manh động nha. Hả? Bây giờ là phấn mắt. Dùng cọ để tô lại. Hoặc giấy ăn. Bất cứ thứ gì. Mình nghĩ mình nên thêm chút lấp lánh. Đẹp ngất ngây. Bây giờ là môi. Ôi trời ơi. Bạn đang làm gì vậy? Giờ mỗi lần cắn môi vì lo thì môi đã có vị rồi. Đây không phải đồ ăn, hiểu không? Bạn biết đấy. Bình tĩnh đi. Ô, lưới. Kéo. Làm ơn. Không cái nào hiệu quả. Nếu không thành công thì sao? Anxiety, mình ủng hộ cho bạn. Bạn sẽ làm được. Để mình sẽ nhanh. Mặt mình bình thường mà. À, ra là vậy. Hãy thử các lựa chọn. Không. Hoàn hảo. Không. Bỏ qua. 10 điểm. Bạn có thể lấy lại. Thật tuyệt vời. Trông thế nào rồi? Yeah, 20%. Bạn đang làm rất tốt. Đến lượt tóc. Giá mà nó mọc nhanh hơn. Mình mong đợi gì thế này? Ồ, cái tay cầm này là gì? Chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Này, cái gì vậy? Joy đang gặp rắc rối. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Một mái tóc hoàn hảo. Không thể tin được. Wow, trông mình thế nào? Một biểu tượng Lady Gaga. Mình cần một kế hoạch. Hãy chải đống lộn xộn này. Gần như. Không. Này, nhẹ tay coi. Xuống. Nghiêm túc đó. Xuống. Nghỉ đi, cái đầu san hô. Nghỉ đi. Chính nó. Tóc đuôi ngựa cột cao. Bạn thích kiểu ngựa kỳ lân này không? Sến. Không. Thật á hả? Mình phải làm gì đây? Cái gì khác? Đây là một sự hỗn loạn. Tiếng động gì vậy? Ôi không. Ghê thế. Lùi lại. Thích. Bụi bẩn quá đi. Đưa cho mình. Dừng lại. Mình sẽ làm điều này thật tốt. Sao cũng được. Vào vấn đề đi. Hãy làm phần trên nha. Hãy suy nghĩ kỹ. Đây là gì? Cá. Tụi mình sẽ làm thành đồ ăn. Cúi xuống. Ôi trời. Hiu, chúng đi rồi. Bạn dễ kích động quá đi. Chúng để lại quà nè. Có gì vậy? Wow, đồ mới. Wow. Bạn hơi ủ rũ. Nút gì vậy? Mình không thích bất ngờ. Ngôi nhà yêu thích của mình có thể giúp. Làm ơn, làm ơn. Không phải mình. Chính là thứ này. Cảm ơn. Vừa khích. Wow. Tụi mình nghĩ gì? Chờ đã, đuôi của bạn đâu rồi? Tệ thật. Bạn là nàng tiên cá mà. Mình lấy đuôi ở đâu? Mình không tưởng tượng ra được. Này, cái nút. Một người bán đuôi. Này, đang tìm đuôi à? Tụi này đang tìm một cái. Hãy im lặng đi, mình bán hàng tốt nhất đó nha. Wow, cái này hay cái này. Thật ra cả hai đều không ổn. Được rồi, dành riêng cho bạn. Ưu đãi độc quyền. Cứ lấy đi. Bạn chắc chứ? Đúng, mình chắc chắn. Này, từ từ. Trả lại đây, cho bạn mình mà. Tuyệt đối không nha. Dừng lại. Đồ điên. Ủa, xin lỗi. Hãy đưa tay cho mình. Được rồi, không sao. Đúng rồi ha, tụi mình quên trả tiền. Khỏi thối nha. Mình không muốn lấy tiền của bạn. Chơi cùng đi. Được thôi. 1, 2, 3. Dễ ẹt, mình thắng rồi. Mình lấy cái đuôi nha. Đừng bắt đầu bằng kéo chứ. Đây, thử nó đi. Thú vị đó nha. Cần găng tay không nè? Sao lại không? Từ từ. Hả? Chơi Uno thắng mình cái đã. Mình là một cao thủ đấy. Trông mình dễ thương chứ. Wow. Chờ một chút. Lấy cái này, bỏ lượt. Và lại một lần nữa. Cộng thêm 4. Uno, mình xong rồi. Sao được vậy? Bạn sẽ có được một cơ hội thôi. Đập tay. Quên đi. Đi thôi. Vừa vặn. Hôm nay mình không may. Vui quá à, Anxiety. Trông như cô dâu vậy. Này, đây là để đeo tay mà. À, đúng như mình nghĩ. Tốt hơn rồi. Các bạn, thế nào nhỉ? Tuyệt vời, không giống các bạn. Các bạn phải đi. Mình sẽ lo cho các bạn. Đừng đùa nữa. Hãy để họ lại đây. Mình thấy cái lưới này hơi sai. Nha, bạn biết cách xử lý thứ này. Giúp mình với. Mình không thích tiếng ồn lớn. Đấy rồi. Bạn là chủ. Đây là ngôi nhà thông minh. Rồi, nhìn này. Mình đã suy nghĩ về toàn bộ sự việc. Thêm vỏ sò ở đây. Mình thấy dễ thương. Đây là thắt lưng nè. Tuyệt vời. Bây giờ mình cũng phải nghĩ ra gì đó. Ôi trời. Ngọc trai biển. Ôi trời. Chính xác là thứ mình cần. Mình sẽ gắn những dải băng ngọc trai vào thắt lưng. Và một chùm những viên ngọc trai lớn. Thật đẹp nhỉ. Mình sẽ làm nổi bật phần hông. Xong. Tiếp theo là vương miện. Ngứa ghê. Từ đâu ra vậy? Nó sẽ rất tiện ích. Một khẩu súng keo. Vài giọt. Cái này đặt ở đây. Gần rồi. Tuyệt. Tạm biệt các bạn. Hãy làm một cuộc lột xác nha. Sao nào? Nữ hoàng. Mình ước cũng có thể tìm ra một cái gì đó. Nhà ơi, mình có thể mượn một sợi không? Mình biết phải làm gì. Vậy, chưa xong đâu. Bện các sợi dây lại. Và gắn chúng vào một chiếc băng đô. Những cái vây đặc biệt. Gì đây nhỉ? Tụi mình không thể quên túi xách được. Xong rồi. Đi thôi. Lên đường nào. Cha cha. Nhìn họ kìa. Lựa chọn, lựa chọn. Đủ rồi. Chán quá đi. Nàng tiên cá này là của mình. Của mình mà. Ô không. Chúng ta phá hỏng mất rồi. Đúng là thảm hại quá đi thôi. À, cậu ấy hài hước thật đấy. Ôi trời. Mình phải tự làm mọi thứ thôi. Đừng bao giờ làm vậy nữa nha. Nhưng bọn mình muốn chơi. Đi mà. Thôi nào. Có muốn xem điều gì đó thú vị không? Hãy nhấn nút và chiếc đuôi sẽ biến thành đôi chân. Wow! Làm lại đi mà. Ảo thật đấy. Ta-da! Bọn mình muốn cái này. Trước hết, hãy trở thành nàng tiên cá đã nha. Wow! Hãy kích hoạt nút chiếc hộp bí mật đi nào. À, hãy thận nha. Ủa, hy vọng các cậu ấy ổn cả. Các cậu đâu mất rồi? Đây rồi. Hả? Cậu ấy đâu rồi? Mình sẽ đi tìm. Tóm được rồi nha. Đập tay nào. Ủa, trò chơi bắt đầu. Chiếc hộp này trước nha. Hộp tiếp theo. Cứu với. Đập nào. Không thể nào. Tha cho mình với. Các cậu ấy nhanh quá. Mình không theo kịp. Hãy xem đây. Đầu của mình. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Xin lỗi nha, chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Được thôi, để không còn cảm giác khó chịu. Bước 1, tất cả những gì bạn cần đều có trong hộp. Mình sẽ chọn chiếc hộp này. Không có gì tốt cả. Có rất nhiều thứ hấp dẫn. Mình đang rất vui. Trở thành nàng tiên cá không phải là chuyện gì to tát đâu. Nhìn này, mình đã trang điểm xong rồi. Mình có một cái đuôi và mái tóc dài. Cậu có nghĩ đây là hình dạng của nàng tiên cá không? Tệ quá, mình thật sự thích nó. Chúng ta cần phải bám sát kế hoạch. Chà, cái này là cái gì vậy? Đẹp quá đi. Này các cậu. Ồ, cậu đang đùa mình à? Cậu có chị gái không? Không phải chị nào cũng được. Người chị tuyệt vời nhất. Mình giỏi hơn mọi thứ. Tránh ra. Blair, hoa dành cho cậu đó. Cậu ấy là nguyên nhân của cuộc đời mình. Hãy tổ chức một cuộc thi đo sức mạnh. Ồ, đúng rồi. Mình mạnh mẽ hơn trong mọi việc. Cảm ơn, cảm ơn. Cậu là kẻ thua cuộc. Cảm ơn nha. Cậu là hình mẫu của mình. Liệu mình có thể giống cậu được không? Chắc chắn rồi. Mình có một kế hoạch tuyệt vời. Ủa, nhầm rồi. Đây, mình có thể biến cậu thành một nàng tiên cá tuyệt vời. Mình sẽ trở thành một nàng tiên cá tuyệt vời. Tạm biệt. Cậu ấy thật khó chịu. Ngẩng đầu lên. Mình ở đây vì cậu. Và mình khao khát được trở thành nàng tiên cá. Công bằng mà nói, bước đầu tiên là trang điểm. Cậu ấy đang làm gì vậy? Mình không thể nhìn thấy. Đầu tiên, mình sẽ làm vẫy bằng lưới. Tuyệt vời. Mình có thể làm điều đó. Vấn đề là lưới không có tác dụng với mình. Mình kẻ mắt nè. Có chuyện gì với cái lưới vậy? Nó sẽ không nhúc nhích. Có vẻ như không thể mặc nó vào được. Thêm phấn mắt ở mỗi bên. Kẻ mắt đã xong rồi. Mình đang thoa son môi lấp lánh. Wow, kẻ mắt. Đó luôn là giấc mơ của mình. Xong. Kim tuyến. Thả gục nào. Càng nhiều càng tốt. Xin lỗi, mình không cố ý làm cậu hoảng sợ. May mắn thay, nó không cố định. Cậu cần trang điểm cho trẻ em. Có cả hộp đây. Mình nóng lòng muốn bắt đầu. Chậm lại. Rửa sạch lớp trang điểm là việc làm đầu tiên của cậu. Dầu tẩy trang. Được rồi. Là nó. Khá nhiều. Mình sẽ giúp cậu một chút. Giờ thì ổn rồi. Thật là nhiều kho báu. Bắt đầu mọi thứ bằng phấn mắt nào. Mình sẽ giúp. Kinh ngạc. Đã đến lúc trang điểm mắt rồi. Một chút phấn mắt và long lanh. Ở đó. Điểm nhấn cuối cùng là son môi. Glam đã hoàn tất. Chúng ta đã hoàn thành xong bước này. Tiếp theo là tóc. Mình không hiểu. Cái hộp đựng đồ ở đâu vậy? Ô không. Làm sao cánh cửa này lại ở đây? Bạn đã đặt giao hàng à? Ồ vâng. Nó dành cho chúng ta. Đợi đã. Gói này chỉ dành cho nàng tiên cá. Cậu không phải là nàng tiên cá. Mình sẽ không cho cậu bất cứ thứ gì. Đợi đã. Đau quá à. 1 giây. Kích hoạt chế độ nàng tiên cá. Tin mình chưa? Trong trường hợp đó, hãy ký vào đây. Cậu xứng đáng với điều này. Mình không quan tâm đến tiền bạc. Mình luôn mơ có một cái đuôi. Cái này có tốt không nè? Chà, mình đánh giá cao điều đó. Giấc mơ của mình đã thành hiện thực rồi. Hả? Đuôi của mình đâu? Đừng vội, chúng ta phải bám sát kế hoạch. Snoopfest. Có gì trong hộp vậy? Bộ tóc giả rõ ràng là không được. Wow, mình thích nó, mình sẽ giữ nó. Rất tiếc, đây thật sự là một bộ tóc giả à. Wow, cái này thậm chí còn ngầu hơn nữa. Có vẻ như trước đây chúng ta không có đủ mèo. Khát náp. Ủa, tôi không nhìn thấy. Ai đã tắt đèn? Ao. Ồ, Chúa ơi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ồ, mùi ghê quá à. Phải có mặt nạ phòng độc. Bạn an toàn rồi. Hiu. Hãy đến. Xem nào, tóc của cậu dễ thương quá đi. Chúng ta chỉ cần chải nó thôi. Mình biết. Một khoảnh khắc. Mình sẽ làm một chiếc kẹp tóc cho nàng tiên cá xinh đẹp nhất. Dán keo lên ngọc trai. Đuôi nàng tiên cá và san hô. Tuyệt vời. Cậu cảm thấy thế nào về những chiếc kẹp tóc mới? Họ đáng chết. Cảm ơn. Chúng ta đã xử lý xong mái tóc rồi. Bước tiếp theo là trang phục. Kỳ lạ thật, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bấm lại. Mạng có vấn đề gì không? Thử lại nào. Wow, có rất nhiều thứ. Đúng thứ mình cần nè. Hả? Đó là nó. Một cái đỉnh khủng khiếp. Các cậu, mọi thứ đã đi đâu rồi? Hãy bình luận bên dưới nha. Đừng buồn mà, chúng ta sẽ tìm ra cách. Nhưng phần còn lại ở đâu ta? Phần trên là cơ bản. Còn chuyện này thì sao? Ồ, mình cần chiếc vòng cổ này. Nó là của cậu. Công lý đã được thực thi. Chúng ta sẽ cùng nhau làm được điều đó. Mình sẽ bôi keo. Cậu có thể chọn đồ trang trí. Chúng ta là một đội trong mơ. Muốn thử nó không nè? Oh. Hạt để thêm gia vị. Tuyệt vời. Cậu cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Wow. Nếu mình nhấn nút màu đỏ thì sao? Mình sẽ thử khi không có ai nhìn. Không. Nàng tiên cá. Ô không. Mình đã làm gì thế này? Làm thế nào để đưa cậu ấy trở lại? Massage tim có giúp ích được không? Làm ơn. Hãy biến thành người đi. Biến thành người đi mà. Mình đã phá hỏng nó rồi. Mình sẽ cố gắng với lấy chiếc máy tính bảng. Mình đáng trách. Ồ. Chị ơi, chị trông điên quá. Đừng lo, mình sẽ sửa. Chị gái siêu nhân sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Cảm ơn rất nhiều, chị gái siêu nhân. Được rồi, cậu có thể có bất kỳ phụ kiện nào như một lời cảm ơn. Mình muốn đôi bông tai. Không phải họ. Sao cũng được. Dù sao thì chúng cũng hợp với cậu hơn. Cậu có thể đi ngay bây giờ. Tạm biệt. Ồ, trông mình thô quá. Mình cần phải trông đẹp càng sớm càng tốt. Tóc không thể chải được. Thời khắc tuyệt vọng, cần có giải pháp tuyệt vọng. Mình sẽ thay bộ tóc giả và ném vào các phụ kiện. Tốt hơn nhiều rồi. Tiếp theo mình đổi đuôi thành chân. Hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với lớp trang điểm này. Mình đã khóc rất nhiều và nó biến thành một mớ hỗn độn lớn. Tẩy bỏ lớp trang điểm cũ đi và bắt đầu lại. 1, 2, 3. Chà, mình bị ám ảnh. Kiểu trang điểm này thậm chí còn ngầu hơn. Tuyệt vời, đã đánh dấu một hộp nữa. đã đến lúc bạn có một cái đuôi rồi. Sẵn sàng chưa? Giữ lấy. Cái đuôi ở đâu? Có chuyện gì đó không ổn. Máy tính bảng không hoạt động. Thời điểm tồi tệ nhất từ trước đến nay. Nghe này, chúng ta có nên tính tiền không? Tính phí hả? Rõ ràng. Cho nó một chút thời gian. Nó đang hoạt động. Yeah! Hãy biến mình thành nàng tiên cá ngay bây giờ. Trang điểm. Wow, cái đuôi của riêng mình. Xin chúc mừng nha.